Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay dẫn nhau làm cái video để đánh giá về cái chất âm một cái loa CF Bass 25 hay còn gọi là CF cái heo này đâu này. Thì cái loa này thì bên cửa hàng em cũng đã lên sóng được mấy hôm rồi, tuy nhiên là do tình hình dịch bệnh cho nên mà một số đơn hàng cũng chưa gửi được, cho nên mà hàng cũng khá là chậm, cho nên mà hôm nay mới đăng test cho các bác. Thì thông báo các bác là hiện nay là những cái hàng ở trong miền trong khu vực phía Nam là bắt đầu là đi được rồi, thì là sau là ngày 15 tháng 9 là một số các cái tỉnh là người ta sẽ nới lỏng những cái biện pháp phòng dịch, thì những cái hàng mà bên shipper gửi là nhận được rồi, cho nên mà bác nào có nhu cầu thì các bác có thể đặt hàng cho cửa hàng em và bọn em sẽ gửi cho các bác được. Thì cái loa CF Bass 25 này luôn thì phải nói rằng là để đánh giá được loa này thì các bác phải đánh giá có 3 bước như sau. Ngay ba bước như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá về cái tiếng sôi. Theo như một cái bác khách, quên, có một cái bác thợ, em thấy xem là trên buồn cười, cái này là nói vui thôi nhá, chứ còn thực ra là nó không đúng. Có một bác ở trên Facebook bác đăng là loa càng sôi là càng xịn. thì tí nữa em sẽ đánh giá có sôi không. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá sau thông qua cái chất âm khi chúng ta nghe nhạc. Và một cái nữa là chúng ta sẽ đánh giá thông qua hát. Đấy, còn có 3 bước như thế. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh giá được khao quát một cái loa này. Và ngoài ra thì những cái phần nữa là chúng ta đánh giá cái loa này, ví dụ như là cái giá thành, đánh giá về cái thương hiệu của nó và đánh giá qua những cái người đã từng sử dụng nó. Thì nói về những cái vấn đề mà như giá thành thì loa này thì nó thật là gọi là đắt cắt cổ. Loa 25 giá của nó là 7,5 triệu một cặp cơ, cũng không rẻ một chút nào cả. Đấy, cho nên mà gọi là cũng là gọi là cắt cổ, tuy nhiên là nó cũng vẫn rẻ hơn GD thôi. Đấy, cái thứ hai là về thương hiệu thì cái thương hiệu CIF này thì là một cái thương hiệu rất là mạnh, rất là nổi tiếng rồi. Thương hiệu mạnh, ok. Và về người sử dụng thì cái này thì các bác có thể là lên trên YouTube hoặc là lên chợ các diễn đàn chúng ta tham khảo, thì có lẽ là cũng không ai đánh giá cái loa này là thấp cả. Cho nên là ba cái vấn đề phụ nó thì chúng ta sẽ thể tìm hiểu được. Còn cái vấn đề nữa đấy, chúng ta sẽ đánh giá tiếp theo nữa là cái ba cái vấn đề chính là tiếng sôi, và cái thứ hai nữa là về chất âm nghe nhạc và chất của mic thì chúng ta sẽ đánh giá lên đây. Thì xin thưa các bác rằng là đây là cái loa mà em mới lấy và bóc, gọi là bóc bóc bao ra và đưa lên đây luôn, thậm chí là em chưa thèm kiểm tra là bát zin hay lai hay là như thế nào cả. Nói tóm lại là em bóc luôn. Chúng ta có thể để ý rằng là cái loa này, qua thay này, nó vẫn chỉ cái mê căng nó đang bị móp này. Hai cái loa này mê căng móp. Đấy, em chưa nắn ra. Đấy, chứng tỏ là em chưa từng tháo cái loa này luôn. Đấy, nhưng mà cũng có một cái sự tin tưởng là những cái đơn vị họ lấy hàng cho em là họ bao là chuẩn rồi. Cho nên mà chúng ta chỉ là kiểm tra thì là kiểm tra cái bước sau. Khả năng ở đây là loa làm lại và loa nhái thì là rất là thấp. Tại vì là mua hàng thì là có đảm bảo rồi. Đấy, cho nên mọi em cũng tin tưởng. Tuy nhiên là khi mà gửi hàng cho tất cả các bác thì bọn em sẽ làm một cái khâu nữa, đó là phải tháo ra, kiểm tra và lại tút tát lại. Ví dụ như cái loa bên tay trái là chúng ta sẽ thấy đây, đây cái loa này chúng ta thấy có cái vết sức sức ngay trên đầu đấy, bọn em sẽ phải là tút tát lại cho bác một tí cái chỗ đó. Và các cái căng nó móp như thế này thì bọn em sẽ phải là tháo ra và nắn phẳng phiu lại cho các bác, chứ không để như thế này. Tuy nhiên là cũng hơi ẩu một tí, là hôm nay là không có thợ làm, có một mình thôi, cho nên là cũng không làm được các cái bước gọi là làm cho nó chỉnh chu giống như cửa hàng khác. Quan trọng nhất ở đây thì bọn em mà muốn test cái loa này ngày hôm nay là test về chất âm của nó thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến được 3 bước. Thứ nhất là về cái độ sôi của loa. Theo như chia sẻ có một gọi là bác bán âm thanh ở trên mạng đó, là loa càng sôi thì càng xịn. Cái vấn đề này thì bác nó thật là nói thì em sẽ ngày nào hôm nào rảnh em sẽ làm một ghi một cái vấn đề này. Nói chung là nó sẽ có đúng nhưng mà đa số là sai. Có đúng nhưng mà đúng nó không nhiều. Ở đây có đúng một phần rất là bé rồi nhá. Nhưng mà nói thật là bảo là nếu mà đánh giá tiếng sôi thì loa này thực sự là các bác là không có sôi. Đây em, các bác có thể là nghe ghé sát và em nằm mở đẩy rất là cao. Đây em sẽ đánh gần thì bác xem luôn. Đấy, em nằm mở cái mức âm lượng rất là lớn các bác nhá. Âm lượng lớn, vang. Đây, đây làm nhạc thì đang mở mức độ 11. Đấy thì em để mức độ 3 giờ đúng không. Và loa đây là không có tiếng sôi. Các bác có thể là nghe sát vào đây. Này. Không hề có một tiếng gì luôn. Đây, cả chiếc này luôn, em quay sát cho bác nghe.
Đấy, không có một tiếng sôi gì nhá. Như thế này thì có lẽ là loa không xịn lắm. Rồi, nói tóm lại là đánh giá về cái tiếng sôi của loa thì loa này không vượt qua được nhá, vì loa không có sôi. Đấy. Nhưng mà cũng phải chia sẻ các bác một thấy thế này này. Một số các bác gọi là loa bị sôi thế này thế kia. Em xin trả lời là loa không tự sôi. Tất cả các tiếng sôi là không phải do loa. Đó là em nói thật luôn. Bác nào mà cắm đẩy cắm âm ly vào mà bảo loa nó sôi to là hoặc là loa là bị sôi hoặc là bị nổ bùm bùm đấy là không phải là do loa, đó là em nói luôn đấy. Đấy, cho nên mà các bác nào mà bảo là loa này sôi thì loa này xin thôi em nói thẳng là không sôi. Còn vấn đề thứ hai đó là phần test nhạc, đây em sẽ mở một đoạn nhạc cho bác nghe nhé. Nhạc này thì sẽ nhạc có lời và nhạc bolero. Cho nên mà cũng test ít thôi và sau nó sẽ hát thử các bác nghe và cái phần mic của nó luôn nhé. Đây mời các bác nghe thử. Thank you.
về đồng khí khi đông chưa giấc mộng thơ màn đêm, về đồng khí người đây anh quay ngon, về đồng khí người buông những lời thua chán, có nghe tiếng người đang tâm sâu bao kỷ niệm, tình đâu ai mà không giấc mơ một đêm thần tiên, tình đâu ai mà không hối tiếc, vậy mà em vội quên bao lời hẹn ước. Thế con tim vừa tôi đang thiết cho từng tên. Ngày xưa em về làm gì, ngày xưa em về làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu, mới đầu nhìn người đây. Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết trái tim tôi như người biết biết sao. Lòng tôi đang chăm lần đau, ngày đi quên đêm lời thề, giờ em đang muốn cùng ai em. Bờ môi em còn chưa chín tình bên tai, mời có biết lời ca thôi. Ngày xưa về ngày xưa về làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu, tôi đâu như ngày nay. Mà tôi yêu em nào hay, mà tôi yêu em nào biết trái tim tôi như người điên biết sao. Lòng tôi đau đớn lắm sao, người đi quên về lời thề. Giờ em đau thương cùng hai em có hay cho tình tôi. Ngày xưa chưa yêu vội tim, bờ môi em còn chưa chín tình bên tai. Bởi quá biết lời ca thôi. À, khen hết cả cổ các bạn. Đấy, vừa test thử xong cái loa này nhá. Này, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cửa hàng em nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại nhá.